và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đi review giúp một khách hàng của Thúy Trần về một căn nhà phố mà anh chị đã đầu tư trong giai đoạn trước dịch. Trước khi đến với căn nhà phố này thì Thúy Trần sẽ giới thiệu tổng quan sơ lược về khu vực này để tất cả quý anh chị các bạn chúng ta có thể cân đối. Ví dụ chúng ta có muốn đầu tư sau dịch thì chúng ta có cái nhìn rõ nét nhất nhé. Đây là một trong những dự án nằm liền kề với cụm khu công nghiệp Trơn Thành và nằm tại khu vực thuộc về xã Trừ Văn Cấu, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Dự án này thì đã được hoàn thiện 100% về cơ sở hạ tầng, bao gồm nhà phố đã được xây sẵn, cùng với đó là đất nền. Hiện tại thì dự án có đến tổng thể là 4 công viên đều được trang bị với cơ sở hạ tầng cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Và hiện tại thì đây, giờ Thúy Trần xin mời quý anh chị các bạn chúng ta cùng sẽ đến thăm với căn nhà mà khách hàng của Thúy đã đầu tư trong giai đoạn trước dịch. Đồng hành cùng Thúy Trần ngày hôm nay sẽ có bạn Hải Nam, và Hải Nam sẽ tiếp tục sẽ review căn nhà phố để gửi tới của anh chị em khách hàng ạ. Em đang vào ngay ngôi nhà nha. Trước này thì người ta hầu như là người ta sẽ làm cái khoảng sân để mình bỏ cây cối hoặc là bỏ xe máy ở cái khu vực này luôn nhé. Đấy, vỉa hè ở đấy thì dự án này là 3 mét anh nhé. Đây. Đây. Đây là khoảng bên trong căn nhà. Thì hầu như đã đảo xong thì bên ngoài rồi. Thì để em sẽ quay về bên ngoài cho anh xem. Nhưng mà bên trong này thì nó sẽ có thể như thế này. Đó. Còn việc cái phần tô trả cơ bản. Còn sau này cái nội thất còn lại anh phân bổ thế nào trong nhà thì cái đó là tùy vào khách hàng mà về ngay ở cái khu vực này. Đây. Thì đây là không gian của phòng khách và bếp. Và cái này thì không có bếp luôn. Phía sau này có này, người ta vẫn chưa đứng khoảng sân. Rất là ok. Cực kỳ thoáng, mình có thể là để sau này để máy giặt hoặc là khoảng để mà làm cái sân phơi hay là cái này rất là ok anh nhé. Đó. Còn đây là mình lên trên lầu. Vâng, và đây là lầu 1 của căn nhà. Căn nhà này thì chúng ta thấy thiết kế là 1 trệt 2 lầu. Và từ đây thì chúng ta có thể ra khu vực ban công và ngắm được trọn vẹn khung cảnh của khuôn viên. Và giờ đây thì Thúy Trần sẽ mời cả nhà chúng ta cùng tiếp tục ngắm lại khung cảnh của toàn bộ dự án nơi đây, cũng như nhìn lại được những thiết kế của căn nhà phố này nhé. Trong thời gian tới, quý anh chị các bạn quan tâm đầu tư đất nền hay nhà phố tại khu vực Bình Dương có thể inbox trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Thúy Trần sẽ hỗ trợ để quý anh chị các bạn chọn được một nơi để an cư lạc nghiệp cũng như đầu tư sinh giá trị lợi nhuận tốt nhất. Xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Thúy Trần trong suốt quãng thời gian qua. Quý anh chị và các bạn cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hay quý anh chị các bạn muốn Thúy review hay chia sẻ về bất cứ bất động sản nào tại khu vực Bình Dương, có thể để lại comment cho Thúy dưới bình luận dưới đây ạ. Vâng, và giờ đây Thúy Trần xin tạm thời sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần sau. Thân ái và chào tạm biệt.